Xin chào tất cả các bạn Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên Youtube Kênh Trần Vân Vlog Mời tất cả các bạn cùng theo dõi tập 469 của bộ truyện Võ luyện điên phong tác giả mặt mặt Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé và bây giờ mời tất cả các bạn cùng theo dõi tập 469 của bộ truyện này. Chà, bến huyết kỳ lân không thể nào bị phá à Phong Khê kinh hãi nói Ngậm miệng đi Phong Huyền nổi giận quát trừng mắt nhìn phong khê hận rèn sắt không thành thét bỗng nhiên lão phát hiện ra nếu so sánh con trai mình cùng người thanh niên trước mặt này quả thật là chênh lệch to lớn là do trước nay mình quá mức nuông chiều hay sao đây phong huyền thầm đề tỉnh bên kia dương khai nói xem ra phong đại nhân không xuất được 10 ức nguyên tinh trung phẩm ôi vừa rồi còn nói cái gì mà vấn tình tông nhà lớn nghiệp lớn tiền củ dồi dào. Bổn thiếu vốn trong cậy có thể mở mang tầm mắt, nhưng mà không ngờ. Bằng vân tiền bối à, nếu người ta không xuất ra được, vậy thì chém đi. Bằng vân khẽ gật gật đầu, dơ trường kiếm lên thật cao. Phong huyền xanh mặt vội nói. Được được, mười ức thì mười ức. Chỉ là mười ức nguyên tinh trung phẩm thôi, lão không phải là không lấy ra được. Trước đó lão một mực, mực không muốn đáp ứng, chủ yếu là không muốn để cho Dương Khai nắm mũi dắt đi. Dù sao, lão cũng là đế tôn tầng ba. Ở trước mặt nhiều người như vậy bị Dương Khai thao túng, thì cũng quá mất mặt rồi. Nhưng bây giờ lão cũng vô kế khả thi, không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Thật là sẵn khoái. Phong Đại Nhân đúng là người quyết đoán phóng khoáng. Bộn thiếu tán thưởng tính cách này của ngài. Dương Khai cười to. Lời vừa ra ngay cả bình thản như băng vân cũng có chút xuất mồ hôi tráng thầm nghĩ tên tự tử này thật đúng là cái gì cũng dám nói phong huyền mặt lạnh đáp mười ức nguyên tinh trung phẩm bổn tọa có thể giao cho người bất quá bổn tọa còn có một điều kiện dương khai hừ nói phong đại nhân còn chưa có tỉnh ngủ hay sao ngài cảm thấy mình còn có tư cách cò cày mặt cả cùng với bổn thiếu ư trước lấy ra nguyên tinh những thứ khác nói sau phong huyền nhìn hắn rồi nói châm chọc Người không nghe xem điều kiện của bổn tạ là gì đã quả quyết cự tuyệt sao dương khai không quan tâm trong miệng chó không thể nào nôn ra ngà voi ta không thích nghe khi nói chuyện hắn đưa ra một bàn tay về phong huyền rồi gào to một tay giao tiền một tay giao hàng đừng có lôi thôi phong huyền cô nén tức giận thẳng nhiên nói Khuyển tử đêm trước bị thất thế trên tay người Người tuổi trẻ Từ nơi nào té ngã Phải từ nơi đó bò dậy Hôm nay khuyển tử muốn khiêu chiến người một lần Không biết tiểu huynh đệ có dám đáp ứng hay không Dường như là để phối hợp cùng với lời lão Phong Khê bước ra trước một bước Bộ dáng người trên cao nhìn xuống dương khai Trong mắt tràn đầy khinh thường Hồn nhiên không có chút run rẩy như đêm trước Phong Khê cũng không cảm thấy Dương Khai lợi hại bao nhiêu. Đêm trước sợ dĩ ăn thu thiệt lớn như vậy. Hắn nghĩ là bởi vì Dương Khai dựa thế người khác, mượn khi thế của một đám đế tôn băng tâm cốc. Thật ra hắn cũng không có ngay mặt giao đấu cùng với Dương Khai. Hắn thân là thiếu tông chủ của vấn tình tông, sở học đều là công pháp cùng bí thuật lợi hại nhất trên đời này. Trên tay cũng có bí bảo uy lực cực lớn. Trong vòi giả cùng cảnh giới, dứt khoát không có người nào là đối thủ của hắn. Đơn đã độc đấu một chọi một, Phong Khê tự đánh giá mình không thua bất kỳ ai. Đêm hôm nay, vẫn tình tông xem như đánh mất thể diện, muốn lấy lại phần nào, cũng chỉ có thể xuống tay từ trên kẻ cầm đầu, đầu tiêu làm chuyện xấu dương khai này. Phong Huyền cùng Diêu Trác là không thể nào đứng ra xuống tay với dương khai. Một khi bọn họ đồng thủ, đám đế tôn cảnh của băng tâm cốc khẳng định sẽ không ngồi xem không quản, thì chẳng khác nào trực tiếp kích phát đại chiến giữa hai tông. Khả năng duy nhất chính là để cho Phong Khê điều khiêu chiến Dung Khai, sau đó trước mắt bao nhiêu người hành hạ Dung Khai cho tới chết, lấy lại mặt mũi cho vấn Tình Tông. Phong Khê hiển nhiên cũng biết phụ thân mình tính toán điều gì, cho nên mặc dù hai cha con không có bạn trước với nhau, thời khắc này hắn cũng lập tức đứng ra trên mặt đầy ý khiêu khích. Dương Khai nhìn hắn rồi tách miệng cười. Thiếu tổng chủ, có lẽ là ngươi không phải là con ruột. Phong Khê sửng sốt một chút, ngay sau đó kịp phản ứng rồi giận dữ nói. Tiểu tử, đừng có nhắm mắt nói bừa. Dương Khai không chịu ngừng. Nếu là cha con ruột thịt, như thế nào Phong Đại Nhân không thể chờ đợi, muốn người đi tìm cái chết. Phong Khê trầm mặt nói. Người dám xem thường bổn thiếu sao Có bạn lãnh Chúng ta lên lôi đài nhất quyết phân cao thấp Người thắng sẽ cưới tự vũ Người thua thì cút ra khỏi bắc vực Bệnh viễn không được trở lại Bên kia tự vũ khẽ cau mày Rồi bất mãn nói Chuyện này đâu có liên quan gì đến ta Phong khê này lại vô duyên vô cớ Kéo mình vào cuộc Đích thật là đáng giận mà Bất quá nghĩ tới đêm trước Dương Khai không có giữ mồm giữ miệng Ở trước mặt rất nhiều người nói hắn sớm đã thầm ước định với mình cả đời tự vũ lập tức hiểu rõ đây là đang tranh giành tình nhân nhưng câu nói trước đó cũng chỉ là lý do của dương khai thôi sau đó mười mấy vị sư thúc cũng không có hỏi đến chuyện này hiển nhiên đều biết rõ ngọn nguồn trong đó cố tình phong khê lại tưởng thật chỉ số thông minh của tên này thật là làm cho người ta nóng nảy chỉ bằng vào điều này tự vũ cũng không có khả năng coi trọng phong khê Trước giao nguyên tinh Phong Đại Nhân sẽ không muốn chống chế chứ Dương Khai không thèm để ý đến Phong Khê khiêu khích Mà quay đầu nhìn về Phong Huyền quát to Phong Huyền cười lạnh một tiếng Lấy ra một cái nhẫn không gian Nguyên tinh đều trong này Bất quá tiểu huynh đệ Vì sao phải đổi chủ đề Chẳng lẽ là sợ khuyển tử hay sao Nếu như sợ Người nói lời xin lỗi Khuyển tử tu dưỡng không tệ Không hẳn không thể tha cho người Lão trước giao nguyên tinh cho ta Ta không có dài dòng với lão Dương Khai không chịu nổi thúc giục Phong Huyền hừ lạnh một tiếng Gương mặt nhục nhã thay nhẫn không gian đến Dương Khai đưa tay nhận Đảo thần niệm nhìn vào trong Lập tức vui mừng lộ ra mặt Trong nhẫn không gian này Cũng không có số lượng 10 ức nguyên tinh Nhưng có 5 triệu nguyên tinh thượng phẩm 500 triệu nguyên tinh trung phẩm Chiếc tính ra đúng là số lượng 10 ức nguyên tinh trung phẩm xem ra vấn tình tông quả thật là giàu mười ức nguyên tinh trung phẩm nó lấy ra liền lấy ra được bỗng nhiên dương khai có chút hối hận trước đó không có ra giá tiền cao hơn nhìn dáng vẻ của phong huyền kia nhất định là sẽ lấy ra xác định số lượng nguyên tinh không sai dương khai cũng ném bít huyết kỳ lân phong huyền nhìn đều không nhìn trực tiếp ném cho phong khê rồi thản nhiên nói nếu người còn đánh mất thì chức thiếu tông chủ này của ngươi cũng không cần làm. Phong Khê biến sắc, "Phụ thân đại nhân xin an tâm, con nhất định sẽ bảo quản thích đáng, tuyệt đối không có làm mất." Phong Huyền khẽ gật đầu, lại lần nữa nhìn sang Dương Khai nói, "Đề nghị khi nãy, ngươi tính ra sao?" Dương Khai cười lạnh đáp, "Đại nhân thật sự gấp gáp, tiễn con trai mình đi hoàng tuyền lộ như vậy sao? Xem ra quả không phải là con ruột rồi, điều này cũng khó trách." Đại nhân thê thiết vô số, tinh lực có hạn, khó tránh khỏi chiêu cố không tới. Các vị phu nhân ngẫu nhiên ra ngoài trộm chút ít cũng là chuyện bình thường. Đám người hộ viễn đều lộ ra nét mặt cực kỳ cổ quái, mỗi người đều buồn cười nhưng mà không dám cười, nín nhịn cực kỳ khổ sở. Trong thiên hạ này, ai dám nói chuyện với phong huyền như vậy? Đây không phải là nói rõ ràng trên đầu phong huyền bị cắm sừng hay sao? Mọi người đối với trình độ lớn mật của Dương Khai vô cùng bội phục đồng thời kinh sợ không thôi. Bởi vì bọn họ thật sự e sợ Dung Khai sẽ hoàn toàn chọc giận Phong Huyền. Một đế tôn tầng 3 phẫn nộ, quả thật chính là một trường tai nạn. Tiểu tử, người quá càng rỡ rồi. Quả nhiên Phong Huyền vô cùng phẫn nộ. Bất cứ người nào bị người ta nói như vậy, chỉ sợ cũng sẽ tâm không bình khí không hòa. Dung Khai quát. Sao, Lúc trước phong huyền đại nhân thần thái sáng láng, bêu xấu bằng vân tiền bối. Giờ này bị người khác bêu xấu, định trở mặt hay sao? Đại nhân ngài tâm tính tu luyện không đến nơi nhà, so với bằng vân tiền bối quả thật là khác biệt một trời một vực. Phong huyền nghe thì ngây ngẩn người, bất quá rất nhanh khôi phục bình tĩnh, không còn vẻ nóng nảy và phẫn nộ như trước, ngược lại là một gương mặt bình hòa, hiển nhiên lão đã điều chỉnh ổn định lại. Hờ hững một hồi, lão mới thản nhiên nói những chuyện khác trước không nói nhưng hôm nay người sao đấu cùng khê nhi nhất định phải tiến hành dương khai hừ lạnh đại nhân nếu ngang ngược không nói lý lẽ ỷ mạnh hiếp yếu như vậy thì bổn thiếu đành phải đáp ứng thôi một tên phong khê nhỏ nhoi đúng là hắn không coi vào đâu mặc dù trên tay của phong khê thật có đòn sát thủ gì hắn cũng có thể tự tin chạy thoát nghĩ đến đây dương khai thấp giọng hỏi băng vân nếu như ta giết chết hắn Sẽ không có việc gì chứ Bằng vân nhíu mày Đối với lời này của Dương Khai Cũng không có nghi ngờ chút nào Nàng đã biết Dương Khai rất là lợi hại Ngay cả đế tôn cảnh Dương Khai đều giết qua Phong khê lợi hại mấy đi chăng nữa Thì có năng lực lợi hại bao nhiêu chứ Nàng hơi trầm ngâm một chút Sau nó nói Tốt nhất là đừng giết Nếu phong khê trước mắt bao nhiêu người Bị người đánh chết Khẳng định phong huyền sẽ không từ bỏ ý đồ bằng tông cốc ta mặc dù không sợ hắn nhưng một khi hai tông khai chiến đệ tử nhất định là tử thương vô số mất nhiều hơn được đã hiểu rõ dương khai gật đầu nhếch khóe miệng hiện ra một nụ cười tà ác vậy thì đánh cho tàn phế bằng vần nghe liếc mắt nhìn phong khê bên kia đang dương dương đắc ý xoa quyền sát trưởng trong lòng nàng nổi lên một tì ý đồng tình bên kia mọi người thấy dương khai thật đáp ứng khiêu chiến của phong khê đều lộ ra sắc mặt khác nhau. Chúng nữ băng tâm cốc thì khuôn mặt sầu lo và lo lắng. Tuy rằng các nàng không biết Dương Khai có lợi hại gì, nhưng Phong Khê dù gì cũng là thiếu tông chủ của vấn tình tông. Trên tay sao có thể không có vài tuyệt kỹ sở trường. Dù là tự vũ đơn đã độc đấu cùng với hắn ta, cũng không nhất định có thể toàn thân trở lui. Tên Dương Khai này thật sự làm được sao? Ngược lại đám người hộ viễn thì mỗi người đều rất kích động Bọn họ kích động, thật ra cũng không phải vì trận so đấu giữa hai đạo nguyên cảnh tầng 3. Bọn họ đều là đế tôn cảnh, hai vợ giả đạo nguyên cảnh so đấu nhau thì có gì hay ho. Mà kích động, bởi vì xung đột giữa hai thế lực lớn bằng tâm cốc và vấn tình tông, có thể thông qua trận tỷ đấu này để giải quyết, không cần lo lắng sẽ dẫn phát thế cục rung chuyển toàn bộ bắt vực. Đây cũng là điều bọn hắn hy vọng thấy nhất. Cho nên đối với Dung Khai đáp ứng so đấu, Bọn họ còn là có chút cảm kích Bất cứ người nào đều nhìn ra Trận so đấu này Dương Khai hoàn toàn có thể không để ý tới Vì Phong Huyền chính là người rất ngang ngược Không nói lý lẽ Lấy thế đè người Vừa nghĩ đến đây Hồ Viễn vội nói Ta nhớ trong thành bên kia Có sẵn một cái lôi đài Nếu chưa vị không ngại Hãy dời bước qua Phong Huyền khẽ vuốt cầm Nếu như vậy thì qua đó đi Nhất lời thân mình của lão nhoáng một cái Để nguyên bắt đầu khởi động Mang theo phong khê biến mất Dư trác lạnh lùng trừng mắt dung khai Gương mặt đầy vẻ châm chọc đùa cợt Rồi cũng vội vàng đi theo Sư phụ nếu như đích thật không được Để tự vũ lên đi Đối mặt với tự vũ Khẳng định phong khê không dám ra đòn sát thủ Hơn nữa tự vũ và hắn Cũng sàng sàng như nhau Chưa chắc không phải là đối thủ Tuần Vân túng tính tình thẳng thắn trong lòng nghĩ cái gì liền nói cái đó, cũng không có để ý tới cảm thụ của Dương Khai, còn kém một chút không nói rõ. Dương Khai tuyệt đối không phải là đối thủ của Phong Khê, đi lên chính là chết. Chương 2428. Tự Vũ nghe thì cũng gật đầu. Sư Tổ à, con không có sợ hắn đâu, hắn chính là một cây gối theo hoa, không có bản lãnh gì lợi hại." Bằng Vân còn chưa trả lời, Dương Khai lại cười ha ha một tiếng nói. Lòng tốt của Vũ Sư muội ta xin ghi nhớ. Nếu hắn là một cây gối theo hoa, thì ta càng không cần phải sợ hắn. Hãy nhìn sư huynh ta đánh hắn, ngay cả mẹ hắn cũng đều nhận không ra. Tự Vũ ngây ra ý của hắn nói không nhịn được cười khúc khích. Bằng Vân nói, không được khinh thường khinh địch. Bản lãnh của ngươi ta có biết một chút. Phòng khê không thể nào là đối thủ của ngươi nhưng ta nhớ năm đó, lúc phong huyền tấn thăng đế tôn tầng 3, cũng giống như ta, từng ngưng luyện một quả đế tuyệt đan. Nếu như đế tuyệt đan này trên tay phong khê, thì người nhất định phải tốc chiến tốc thắng, không để cho hắn có nửa điểm cơ hội. Dương Khai nghe thì không khỏi nhíu mày. Phong khê có bạn lạnh lớn đến mấy hắn cũng không sợ, nhưng đồ chơi đế tuyệt đan này hắn không thể không phòng bị. Chính hắn đã từng hai lần dùng đế tuyệt đan, mỗi một lần đều uy lực tuyệt luân nếu như thật bị phong khê tế ra đế tuyệt đan, hắn tuyệt đối không phải là đối thủ. Nghĩ đến đây, Dương Khai gật gật đầu. Ta nhớ kỹ rồi. Bất quá, người cũng không cần lo. Đều hắn vận dụng đế tuyệt đan, ta sẽ ra tay. Bằng Vân còn nói thêm. Dương Khai cười hi hi. Có Bằng Vân tiền bối tại đây, tiểu tử an tâm rồi. Đi tới đi, nếu để cho bọn họ chờ lâu, không chừng là bị bêu xấu rồi. Băng Vân nói nhất lời liền dẫn mọi người bay tới hướng trung tâm của băng Luân Thành. Đồng tỉnh bên này sớm đã kinh động toàn bộ vỏ giả của băng Luân Thành. Tuy rằng rất nhiều người đều không rõ ngọn nguồn sự tình, nhưng thời khắc này mọi người cũng đều biết phong khê thiếu tổng chủ của vấn tình Tông muốn nhất quyết phần cao thấp trên lôi đài với một vỏ giả thanh niên chưa từng ai biết đến. Gần như toàn bộ vỏ giả của băng Luân Thành đều vọt tới hướng lôi đài, chờ đến lúc đám người dung khai bằng vân đi đến chỗ lôi đài, chỉ thấy trên trời dưới đất bị ba bốn tầng và giả bao kín không kẻ hở. Lôi đài này thoạt nhìn cũng khí phái, dường như là thành chủ của băng Luân Thành cố ý dựng nên cho các vợ giả giải quyết ân oán. Trên lôi đài có mấy chục tầng cơm chế lớn có nhỏ có, cho nên vợ giả bên trong có thể buông tay buông chân, căn bản không cần lo lắng sẽ phá hỏng lôi đài. Lôi đài này chiếm diện tích cũng cực lớn, Phương viên trăm trượng, có hình trứng, bốn phía lại xây tầng tầng đài cao để dễ dàng cho người ngồi xem cuộc chiến. Giờ khắc này chỗ ngồi trên đài cao đã đầy nghẹt, mà còn không ngừng có người từ xung quanh tám hướng tới đây xem cuộc chiến. Phong khê sớm đã đứng giữa lôi đài, khoái miệng lộ ra nụ cười lạnh nhạt, gương mặt cao thâm khó dò, vô cùng lớn lối. Vừa thấy bóng dung khai đi tới, hắn còn đưa tay ra hiệu về dung khai sau đó chậm rãi rạch ngang chỗ cổ mình, bộ dáng phải giết chết Dương Khai mới hạ giận. Nhất định người phải cẩn thận. Bằng Vân lại dặn dò Dương Khai. Dương Khai gật gật đầu, thân hình thoát một cái, liền vọt lên lôi đài, đứng cách phong khê mười trượng cách không nhìn nhau. Bốn phía truyền đến một tràng tiếng sao động. Rất nhiều người tò mò quan sát Dương Khai, chỉ chỉ trò chỏ, chỏ về hắn. Không biết rốt cuộc hắn là từ hàng hóc nào chui ra lại dám gặp nhau cùng thiếu chủ của vấn tình tông trên lôi đài. Còn có một số ít người biết chuyện, liền lan truyền ra chuyện xảy ra tại khách điếm bên kia trước. Khi biết được Dương Khai lại từ trên tay của tông chủ vấn tình tông đánh cướp 10 ức nguyên tinh trung phẩm, hơn nửa đêm trước còn cướp của pháo tông chủ cùng thiếu tông chủ hai cái nhẫn không gian, đám người lập tức sôi trào. Vợ giả sinh sống trong băng Luân Thành, đa số đều còn hướng lòng về băng Tâm Cốc dĩ nhiên không thích vấn tình tông. Cho nên vừa nghe, già trẻ ba người của vấn tình tông ăn thua thiệt lớn trên tay của Dương Khai, ai nấy đều tâm tình phấn chấn. Tiếng bàn tán ầm ỉ xung quanh hội tụ như nước thủy triều, truyền vào trong tay của Phong Khê, khiến cho sắc mặt của hắn cực kỳ khó coi. Tâm tình không thể tránh khỏi xuất hiện một chút dao động. Phong Huyền trên kháng đài, lặng lặng ngắm nhìn, dường như đã nhận ra điều này, liền quát lạnh một tiếng. Khê Nhi, hôm nay nếu ngươi không thể nghiền xương tiểu tử này thành tro, thì ngươi không còn là thiếu tông chủ của bổn tông. Nếu ngươi có thể làm được điều này, ta đảm bảo ngươi có thể cưới được tử vũ cô nương. Phong Khê vừa nghe lập tức tỉnh táo tinh thần, sắc mặt kích động có chút ửng hồng, ngào nghệ đáp. Phụ thân đại nhân xin an tâm, còn nhất định không có phụ kỳ vọng đâu. Dùng máu tươi cùng thần hồn của tiểu tử, này rửa sạch sỉ nhục cho bổn tông cho hắn biết kết cục đắc tội với người không nên đắc tội là ra sao. Tốt, buông tay làm đi, không cần nương tay. Phong Huyền gật gật đầu hài lòng. Trên lôi đài, Phong Khê trên mặt đầy thâm độc, lạnh lùng nhìn Dương Khai. Tự tử, lời nói của gia phụ người cũng đã nghe. Nếu không muốn vô duyên vô cớ chịu khổ, thì hiện nay quỳ xuống dập đầu nói xin lỗi. bổn thiếu có thể tha cho người chết một cách thống khoái, nếu không... Hắn còn chưa nói hết lời, chỉ thấy Dương Khai cách đó không xa, bỗng nhiên thân hình nhoắn một cái, biến mất tại chỗ. Phòng khê cả kinh thất sắc, vội vàng thúc giục thần niệm dò xét xung quanh. Nhưng khiến hắn ngoài ý muốn là bốn phía không có mảy may khí tức của Dương Khai, dường như người này đã biến mất trong thiên địa. Hắn căn bản, không thấy rõ rốt cuộc là Dương Khai biến mất ra sao. Ngay lúc hắn nghi thần nghi quỷ, bỗng dưng theo bản năng trong lòng nảy sinh ra một dự cảm không lành. Hắn không hề nghĩ ngợi quát to một tiếng, vận chuyển nguyên lực. Bên ngoài thân liền xuất hiện một quần sáng hình trứng, dường như một màn phòng hộ hoàn toàn bao trùm hắn. Đây không thể nghi ngờ là một kiện bí bảo phòng ngự cấp bậc cực cao. Hơn nữa, phòng thủ chính là kín không kẻ hở, không hề có góc chết. Hắn vừa mới thúc giục uy năng của bí bảo phòng ngự bao quanh thân mình, Dương Khai liền giống như quỷ mị hiện ra trước mặt hắn. Trên mặt đeo vẻ cười châm chọc, tung một quyền đập tới phía hắn. Một quyền vừa ra, gió nổi mây phùng, thiên địa chấn động. Phòng khê hoảng sợ biến sắc. ầm một tiếng, cả lôi đài từ hồ đều lung lay. Phòng khê chỉ cảm thấy trước mặt một ngọn núi lớn đánh tới hướng mình. Rồi một lực đạo khó có thể tưởng khắc ngay lồng ngực mình. Chỉ thoáng cái làm cho khí huyết của hắn quay cuồng, ngực đau đớn khó chịu, cả người không tự chủ bay ngược ra sau. Quần sáng phòng hộ của bí bảo cũng dưới một quyền này bị lõm xuống, còn truyền ra một tràng tiếng răng rắc giòn tan. Phòng khê biến sắc, vội vàng ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy bí bảo phòng hộ cấp bậc đạo nguyên thượng phẩm của mình lại xuất hiện một vết nứt dài đến một xích. Sắc mặt của hắn lập tức tái nhợt, sâu trong nội tâm kinh hãi tột đỉnh. Đây chính là bí bảo phòng ngự cấp đạo nguyên thượng phẩm. Một khi vận dụng uy năng thì dù là mình đứng bất động để mặc cho vợ giả cùng cấp công kích. Trong vòng 10 hô hấp cũng đừng nghĩ phá vỡ tầng phòng ngự. Vậy mà tiểu tử này là chuyện gì xảy ra? Chỉ một quyền đã đánh cho bí bảo của mình nứt một đường. Nếu trúng thêm một quyền chẳng phải là bị phá hủy đi sao? Phong huyền trên kháng đài đứng bật dậy trận trừng hai mắt biến sắc lão chính là cường giả đế tôn tầng 3. Dương Khai vừa ra tay, lão liền nhận ra có điều không đúng. Tiểu tử này dường như không phải là đạo nguyên cảnh bình thường, con trai mình tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn ta. Tốc độ thật nhanh, lực lượng thật mạnh, tiểu tử này còn là con người sao? Hồ Viễn cũng kinh hô một tiếng. Thiếu tổng chủ bị một quyền đánh cho bay, người này rốt cuộc có la lịch gì? Các người nói xem, chẳng lẽ hắn đúng thật là cũ bằng vân tông chủ người muốn chết sao phong huyền đại nhân có thể nói lời này người cũng dám nói ư một đám đế tôn cảnh đều là người biết hàng mặc dù chỉ mới giao phong nhưng trong mắt của mọi người phong khê hoàn toàn không phải là đối thủ bất luận là khi thế hay trên thực lực dương khai đều triệt để áp chế phong khê thắng lợi chỉ là chuyện sớm hay muộn đám người băng tâm cốc thời khắc này cũng là nhìn xem kinh dị liên tục các nàng vốn đang toát một thân mồ hôi lo lắng cho Dương Khai. Không biết Dung Khai đi lên sẽ có hậu quả gì. Nhưng bây giờ vừa thấy, người ta căn bản không cần mình lo. Thực lực như vậy, dù là tự vũ cũng không bằng. Cũng không biết, hắn chỉ có thể bùng phát một lần thôi, hay là còn có dư lực. Chúng nữ lén lút quay đầu nhìn thoáng qua băng vân, phát hiện nàng nét mặt lạnh nhạt, bình thản không có mảy may lo lắng cho Dương Khai. Vậy mới biết Lúc trước là nhóm người mình suy nghĩ nhiều rồi Tuần Vân Tú nhớ lại trước đó Mình còn đề nghị để cho tự vũ lên thay cho Dương Khai Không khỏi có chút hay gò má nóng lên Trần chiến sinh tử Người cũng dám lại nhảy dài dòng Hãy xem bổn thiếu gia đánh bể miệng của người ra Trên lôi đài Dương Khai sau một chiêu đắc thủ Thế không tha người Đuổi sát sau phong khê Trên quả đấm nở rộ hào quang năm màu ngũ hành bất diệt kiếm khí toát ra, phụng đà nuốt vào không chừng trên nắm tay của hắn. Không xác định trong tay phong khê có hay không đế tuyệt đan. Thời khắc này, Dương Khai cũng không thể nào ẩn giấu thực lực, đành phải tốt chiến tốt thắng, mau sớm giết chết phong khê, cho nên hắn căn bản không có mảy may ý nương tay. Bất diệt ngũ hành kiếm quanh quẩn trên quyền phong, ngũ hành tương sinh tương khắc, biến hóa khó lường. Dương Khai lần nữa hùng hăng nện xuống. Với thực lực của hắn hiện nay, được phó với võ giả cung cấp, ngay cả bí bảo cũng không cần tế ra. Phong Khê thân hình không ổn định, trơ mắt nhìn một quyền của Dương Khai ập tới, cảm nhận được uy năng kinh khủng chất chứa bên trong. Sắc mặt của hắn tái nhợt, một quyền trước hắn đã cảm nhận được Dương Khai kinh khủng. Bí bảo phòng ngự của hắn đều bị đánh nứt một khe hở, một quyền này nếu như bị đập trúng thì khẳng định bí bảo kia sẽ bị phá, đến khi đó mình không chết cũng bị trọng thương hắn có lòng buông tế ra đòn sát thủ, nhưng bất đắc dĩ phát hiện, khi huyết nơi ngực mình quay cuồng, không cách nào đề tụ được nguyên lực. Trong kinh hải, hắn vội vàng hô to. Phụ thân đại nhân, cứu ta! Trước sau thời gian không tới 10 hô hấp, hắn đã không còn chút tự tin nắm chắc phần thắng, mà như một con chó nhà có tàn cầu cứu chủ nhân. Phong huyền trên kháng đài, hắn cũng nhìn ra không ổn. Ngay lúc Phong Khê vừa hồi lên kêu cứu, liền ra tay. Từ xa vương tay chụp tới dung khai. Bất kể ra sao, lão cũng không thể nào để cho con trai mình bị dung khai giết chết ngay trước mặt nhiều người. Bằng vân cười lạnh một tiếng. Phong huyền, ba ngàn năm không gặp, da mặt của người vẫn dày như vậy. Tiểu bối tranh đấu, người cũng không biết xấu hổ mà nhúng tay. Trong lúc nói chuyện, nàng nhẹn vỗ một chưởng về phong huyền. Bằng vân người quả thật muốn là địch với bổn tọa sao? Phong huyện giận dữ nhưng không thể không thu tay để phòng ngự. Băng vân cùng lão thực lực tương đương. Nếu lão không phòng bị thế tất sẽ bị thương. Nếu lão bị thương thì vấn tình tông có phiền phức rồi. Hai người cách không chạm nhau một chiều. Như ba ba chạm giống như cuồng phong quét qua. Làm cho vô số người lắc lư đứng không vững. Cũng có người thực lực thấp liền hồn mê bất tỉnh. Chương 2429 trên lôi đài, Dương Khai thế như mạnh hổ, như cầu vòng. Chỉ hai quyền đã phá hủy bí bảo phòng ngự của Phong Khê. Nhìn lại Phong Khê, thân hình thất tha thất thểu há miệng phun ra máu tươi, chật vật không chịu được. Thân hình của hắn còn chưa kịp ổn định. Dương Khai bước nhanh đuổi kịp, lần nữa nện xuống quyền thứ ba. Phong Khê con người tròn tròn, chỉ cảm thấy một khi tức tử vong đánh ập tới sắc mặt tái nhợt hắn phát hiện mình đánh giá thực lực của Dương Khai quá thấp. Đối phương vừa ra tay liền liên miên bất tuyệt, đánh cho mình không hề có sức chống đỡ. Sớm biết như vậy, ngay từ đầu tế ra đòn sát thủ thì tốt rồi. Hắn vốn nghĩ rằng giữ mình vào Dương Khai hoàn toàn không có khả năng có chênh lệch trên thực lực. Mà dù có chênh lệch thì cũng là mình áp chế đối phương. Dương Khai không có khả năng là đối thủ của mình. Thế nhưng hiện tại xem ra là mình quá ngây thơ trơ mắt nhìn đầu quyền nện xuống phong khê hít thở đều như ngừng lại trong trắng trong mắt co rút thành như cây châm ngay vào lúc này dị biến nổi lên dương khai đang khi thấy hùng hăng đánh tới bỗng nhiên biến sắc dường như gặp phải thứ gì đánh lén tay quyền đang công tới cấp tốc thù ngay sau đó thân hình nhảy lên nhẹ nhàng lui đi sắc mặt ngưng trọng nhìn trên mu bàn tay mình khi tức tử vong lập tức tiêu tàn, bất quá phong khê kinh hồ một tiếng đưa mắt nhìn trên cánh tay mình. Ngay sau đó hắn liền hiểu rõ chuyện gì xảy ra, sắc mặt vô cùng mừng rỡ. Bên kia, Dương Khai trợn to mắt nhìn chăm chăm mu bàn tay mình. Trước đó hắn đang chuẩn bị đánh chết phong khê, bỗng nhiên trên mu bàn tay truyền đến một cảm giác nóng bỏng. Hắn còn nghĩ mình bị người nào đánh lén, cho nên không quản giết chết phong khê, vội vàng lui ra, nghĩ bảo vệ tánh mạng của mình quan trọng hơn có thể dưới tình huống hắn không hề phát hiện đánh lén trúng hắn, khẳng định là cường giả đế tồn. Chỉ có điều khiến hắn cảm thấy kỳ là dường như băng vân cũng không phát hiện ra. Bất quá sau khi thối lui dò xét, Dương Khai phát hiện chuyện không như mình nghĩ. Chỗ mu bàn tay của hắn vẫn như cũ, vô cùng nóng bỏng, nhưng không có dấu vết bị đánh lén, hơn nữa càng ngày càng nóng, dường như mình thò tay vào dung nham. Ngay lúc hắn nghi thần nghi quỷ, không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Chỗ lôi đài phi đối diện, Phong Khê chợt gào to, có vẻ vô cùng đau đớn. Dương Khai dương mắt nhìn, chỉ thấy Phong Khê một tay ôm cánh tay mình rồi gào thét. Chẳng những hắn như vậy, ngay trên khán đài bốn phía, cũng truyền đến những tiếng kinh hô gào thét. Chuyện gì xảy ra? Dương Khai nét mặt ngưng trọng, đầy mặt mờ mịt. Hắn dời mắt nhìn về hướng chỗ mọi người băng tông cốc phát hiện tự vũ cũng đang một tay ôm cánh tay mình trên trán mồ hôi nhỏ giọt bất quá dương khai nhạy bén phát hiện ra đó là tình huống này tất cả đều xuất hiện trên người trẻ tuổi nhân số cũng không nhiều ước chừng chỉ có mười mấy người nữ có nam có hơn nữa đều là võ giả đạo nguyên cảnh lôi đài khán đài đều xảy ra biến cố như vậy cũng làm cho các đế tôn thất kinh không biết những nhân tài mới xuất hiện này rốt cuộc bị làm sao. Bằng vân cũng không có ý dây dưa cùng phong huyền, vội vàng ân cần nhìn sang hướng dung khai. Đám người An Nhược Vân, Tuần Vân Tú thì vây quanh bên cạnh tự vũ, hỏi thăm tình huống. Còn không đợi các nàng hỏi rõ đến tục cùng là gì. Đột nhiên, điểm điểm sáng phát sinh trên mù bàn tay của mười mấy người trẻ tuổi. Trên cánh tay tràn ra như vô số đom đóm hội tụ, từ từ bay lên không trung thoạt nhìn hùng vĩ tráng lệ. Đây là. Bằng vân trong đôi mắt đẹp chợt ngưng trọng, dường như lập tức hiểu rõ điều gì. Những cường giả đến từ các đại tôn môn bắc vực kia cũng kích động cả người run rẩy chỉ vào các điểm sáng môi rung rung không thôi. Cảm giác nóng rực trên mu bàn tay ngay lúc đó đột nhiên biến mất không thấy. Dương Khai lần nữa nhìn, phát hiện chỗ mu bàn tay nhiều thêm một cái dấu ấn hình ngũ giác. Trong đầu của hắn Linh Quang nhoắn lên một cái rồi khẽ kêu Tình ấn Giống ngôi sao 5 cánh rõ ràng là tình ấn của Toái Tình Hải Là chiến lợi phẩm hắn chiếm được từ trong tứ quý chi địa Lúc trước hắn dùng một danh ngạch thân phận Thanh Dương Thần Điện Đi vào tứ quý chi địa Tổng cộng thu được 7 tình ấn Sau đó giao cho Thanh Dương Thần Điện 6 cái Tự mình để lại một cái ngũ giác tình ấn Thời gian qua lâu như vậy Tình ấn một mực, mực không có động tĩnh gì dương khai gần như đều đã quên bản nó không nghĩ tới ngay thời khắc mấu chốt trong trận chiến sinh tử giữa hắn cùng phong khê bỗng nhiên xuất hiện dị tượng Tình ấn là bằng chứng để đi vào toái tinh hải chỉ có mang trên người tình ấn mới có tư cách đi vào toái tinh hải mà toái tinh hải ngay đồn là địa phương năm xưa phệ thiên đại đế cường giả đệ nhất của tinh giới bảo mình lại có người nói nơi đó ẩn giấu truyền thừa của phệ thiên đại đế làm cho vô số cường giả chen lấn đổ xô đi vào. Chỉ tiếc, mỗi một lần toái tình hải mở ra, cường giả đế tôn cảnh đều không thể đi vào. Có thể đi vào trong đó chỉ có vò giả đế tôn cảnh trở xuống. Phệ thiên đại đế đã chết mấy vạn năm. Mấy vạn năm nay, vô số tông môn ở bốn vực tinh giới đã từng phái vô số đệ tử tinh nhuệ đi vào toái tình hải, hy vọng có thể tìm được truyền thừa y bác của phệ thiên đại đế thưa rõ huyền bí năm xưa phệ thiên đại đế có thể xưng bá tình giới đánh khắp thiên hạ vô địch thủ thế nhưng không người nào thành công bí mật của phệ thiên đại đế dường như theo năm xưa lão bỏ mình sớm đã chuông vùi ở nơi nào đó trong toái tinh hải nếu chỉ riêng điều này hấp dẫn chưa chắc đã khiến nhiều vạn giả như vậy động tâm dù sao phệ thiên đại đế chỉ có một truyền thừa cũng chỉ có một phần đâu dễ tìm mẫu chốt là trong toái tinh hải còn có vô số căn nguyên tinh tú còn sót bất kỳ một võ giả nào chỉ cần chiếm được những căn nguyên tinh tú kia là có thể dễ dàng tìm hiểu pháp tắc thiên địa có thể nhanh hơn tấn thăng đế tôn cảnh từng có thuyết nói đế tôn cảnh ở tinh giới trong 10 người có 7 người từng đi vào toái tinh hải có thể thấy được bí cảnh này đối với tăng lên của võ giả to lớn biết bao Đi vào Toái Tình Hải với võ giả đạo nguyên cảnh mà nói, chẳng khác nào chỉ còn cách nửa bước là bước vào đế tôn cảnh. Loại dụ dỗ này là bất kỳ một võ giả nào đều không thể chống lại được. Cũng có rất nhiều cường giả đế tôn cảnh, một mực, mực tận sức tìm cửa vào Toái Tình Hải, kỳ vọng có thể đi vào trong đó dò xét đến tổ cùng. Nhưng năm xưa, lúc các vị đế tiểu trừ phệ thiên đại đế, đánh cho thiên địa vỡ nát, hoàng vũ chấn động, càng khôn điên đảo, tạo thành toái tinh hải luôn ẩn giấu trong một khe nứt không gian, nên các cường giả kia căn bản khó mà tìm được lối vào. Trận chiến ấy, phệ thiên đại đế bỏ mình, nhưng trước khi chết cũng kéo theo mấy đại đế chôn cùng. Nói cách khác, trong toái tinh hải chẳng những có khả năng có y bác của phệ thiên đại đế, mà còn có khả năng có truyền thừa của vài đại đế khác. Cho dù không tìm được truyền thừa của các vị đại đế này thì tìm được bí bảo cùng những không gian lúc đại chiến của bọn họ cũng rất là tốt rồi. Phạm La có thể tìm được bất kỳ loại nào thì từ đó về sau vợ giả đó sẽ không bao giờ rầu rĩ vì thiếu tài nguyên. Đủ loại nguyên nhân làm cho độ hấp dẫn của Toái Tình Hải ở tinh giới hơn xa bất kỳ bí cảnh nào khác, là vợ giả tình anh của bốn đại vực tinh giới đều sẽ tham dự vào sự kiện trọng đại này. Tứ quý chi địa cùng so sánh, quả thực yếu hơn nhiều. Lúc này bỗng nhiên tin ấn tản ra điểm điểm sáng, lập tức dương khai sáng tỏ, đầy rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Tói tình hải đã mở ra. Trên khán đài đột nhiên truyền đến một tiếng hét kinh hải, rất nhiều đế tôn cảnh đồng loạt đứng bật dậy, nét mặt kích động. Dương khai cắn răng trừng mắt nhìn phong khê đứng cách đó không xa, cười lạnh một tiếng. Coi như làm mạng người lớn nếu như không phải tin ấn bỗng nhiên có động tĩnh, thời khắc này khẳng định Phong Khê đã bị Dung Khai đánh cho trọng thương. Cũng không biết người này mạng chưa tới lúc tuyệt hay là có vận may trong người, vào thời khắc mấu chốt lại thoát khỏi một kiếp. Tin ấn đã có phản ứng, Dương Khai cũng không dám hành động tùy tiện, miễn cho xuất hiện đường rẽ dẫn tới không đi vào được tái tình hải thì mất nhiều hơn được. Phong Khê cũng có tin ấn, hiển nhiên cũng sẽ đi vào tái tình hải. Trên lôi đài, hắn chỉ có thể phế bỏ phong khê, không thể đánh chết. Biển cho dẫn phát đại chiến giữa băng trong cốc và vấn tình tông. Thế nhưng nếu đi vào toán tình hải, hắn hoàn toàn có thể dứt tuyệt hậu hoạn. Cho nên, thời khắc này hắn cũng không có tâm tư tiếp tục làm khó phong khê, chỉ lặng lặng đứng yên tại chỗ. Phong khê nghe hắn nói, há miệng muốn phản bác, nhưng vừa chạm vào ánh mắt lạnh như băng của Dương Khai, hắn không khỏi co rụt đầu, lời đến khoái miệng liền nuốt xuống trước đó đánh nhau cùng với dương khai thời gian ngắn ngủi hắn bị áp chế không có mảy may cơ hội thở dốc trong lòng đã phủ lên một tầng bóng tối lúc này sao còn dám khiêu khích trên lôi đài dương khai xoay chuyển ánh mắt thấy trên khán đài có mười mấy người giống như hắn trên cánh tay tản ra điểm sáng mà mười mấy người này đa số bên cạnh đều đứng một vị đế tôn đang ân cần căn dặn Bọn họ không thể nghi ngờ đều là nhân tài mới xuất hiện của các đại tông môn bắc vực, là đi theo các vị đế tôn đến đây chúc mừng. Tự vũ cũng trong số này, đám người An Nhược Vân Tuần Vân Tú vây quanh nàng. Tuần Vân Tú đang dặn dò nàng điều gì, tự vũ không ngừng gật đầu, thỉnh thoảng liếc nhìn hướng Dương Khai bên này, bốn mắt nhìn nhau, Dương Khai khẽ gật gật đầu. Tự vũ cũng là người có tinh ấn, tự nhiên sẽ cùng hắn đi vào toái tinh hải, Đến khi đó, nếu ở bên trong chạm mặt, thật ra có thể cùng nhau hợp tác. Dương Khai biết về Toái Tinh Hải thật ra không nhiều, mặc dù hắn cũng coi là đệ tử ký danh của Thanh Dương Thần Điện, thậm chí có Thanh Dương Kim Lệnh cao cấp nhất, nhưng hắn không được các vị đế tôn của Thanh Dương Thần Điện chỉ dẫn nhiều, cũng không có cố ý hỏi thăm Ôn Tử Sam cùng Cao Tuyết Đình về chuyện Toái Tinh Hải. Nên về điểm này, hắn không hiểu rõ bằng các đệ tử xuất thân đại tông môn. Đợi sau khi vào toái tình hải nếu gặp người quen, thật ra có thể hỏi thăm một chút tin tức hoặc là tự mình từ từ dò xét. Nếu nói người hắn quen biết cũng không ít. Đệ tử tình anh của Thanh Dương Thần Điện, đa số hắn đều biết. Còn có những nhân tài mới xuất hiện của Nam Vực, trên cơ bản đều từng quen biết từ trong tứ quý chi địa. Chuyến này khẳng định những người này cũng sẽ đi vào. Ngay lúc Dương Khai trầm tư suy nghĩ, bỗng nhiên bên tai, truyền đến tiếng băng vân. Toái tinh hải là một cơ duyên lớn lao Nhưng bảo vệ tính mệnh quan trọng hơn Còn sống trở về chính là thắng lợi Dương Khai nghiêm túc gật đầu Băng Vân hiển nhiên còn muốn dặn dò thêm điều gì Nhưng không còn cơ hội Ngay sau đó từ điểm điểm sáng trên mu bàn tay của mọi người Bỗng nhiên tràn ra ánh sáng rực rỡ Đồng loạt hội tụ trên đỉnh đầu của mọi người Chớp mắt một cái Các điểm sáng trực tiếp hội tụ thành một cánh cửa ánh sáng Chương 2430 Đưa mắt nhìn ra, trên đầu mọi người xuất hiện một tinh vực thù nhỏ vô số lần, nhìn cực kỳ huyền diệu. Một loại biên hóa khó lường truyền ra từ trong cánh cửa tinh quang. Cảm nhận hơi thở này, mọi người đều chấn động. Sau đó cánh cửa tinh quang đột nhiên phủ xuống trực tiếp bao phủ mười mấy người. Hào quang chói lọi bùng lên, mọi người không mở mắt ra được. Đợi khi ánh sáng tan đi, mười mấy người bị tinh quan bao phủ đã biến mất tình cảnh này đồng loạt xảy ra ở các nơi trên tinh giới bốn vực lớn ngàn vàng, vàng và giả đạo nguyên cảnh đi vào toái tinh hải tại băng luân thành trên Kháng đài phong huyền lạnh lùng liếc nhìn băng vân đứng dậy thản nhiên rời đi trước khi đi cũng không nói thừa một câu hiện tại nói gì cũng không có ý nghĩa người trẻ tuổi đều vào toái tinh hải hôn sự giữ vấn tình tông và băng tâm cốc chỉ có thể chờ Phong Khê cùng tự Vũ Bình Yên trở về rồi mới nói. Phạm là có một người bỏ mạng bên trong, vậy hôn sự này nhất định sẽ bại bỏ. Băng Vân rõ ràng không có ý ngăn. Dù nàng không ngại Phong Huyền, nhưng thực lực thân phận đến mức bằng họ rồi. Mỗi lời nói, mỗi hành động đều có liên lụy rất lớn. Trong hư không trống vắng lạnh băng, hành tinh vỡ nát tàn hoàng, không một chút linh khí lốc xoáy tinh không tràn lan rít gào quét qua thổi lại biển vẫn thạch rộng lớn như vĩnh viễn không tới cuối vắt ngang thiên địa xung quanh hoàn toàn vắng lặng tựa như thế giới chưa chia tách thiên địa chưa mở ra mọi thứ còn trong hỗn độn nguyên thủy đột nhiên trong hư không lấp lánh ánh sáng đợi khi tan đi dương khai lại quỷ dị xuất hiện lúc trên lôi đài hắn bị tinh quang bao phủ lập tức nhận ra dao động lực lượng không gian quấn quanh người hắn rất quen thuộc cảm giác này biết rõ đây là dấu hiệu truyền tống khoảng cách xa xem ra sợ dĩ tình ấn trở thành bằng chứng đi vào toái tình hải là bởi nó chính là điểm kết nối truyền tống khoảng cách xa không có tình ấn thì không thể truyền tống vào toái tình hải vừa hiện thân dương khai liền quét nhìn xung quanh cảnh tượng hiện ra trong mắt làm cho hắn ngỡ ngơ thoát ra thần sắc nhớ lại bởi vì mọi thứ nơi này thật quá quen thuộc làm hắn cảm giác như trở về hằng la tinh vực năm xưa hắn từng đi qua không ít hành trình trong hằng la tinh vực nhiều lần xuyên qua tinh vực thường xuyên gặp cảnh tượng này có chút khác biệt là cảnh tượng này càng thêm tiêu điều không hề có sức sống hơn cả hằng la tinh vực nhìn tới đâu cũng là tan vỡ thậm chí dương khai còn nhìn thấy một hành tinh tu luyện vỡ vụn hành tinh tu luyện này cách chỗ hắn ít nhất phải một tháng lộ trình, không nhỏ hơn u ám tinh, nhưng nửa bên trái hành tinh đã bị lực lượng cuồng bạo không rõ đánh cho vỡ nát, chỉ còn một nửa. Xung quanh có không ít hành tinh vỡ nát, trong lòng của Dương Khai chấn động dữ dội. Hắn không biết phải có lực lượng mạnh mẽ ra sao mới làm được như vậy, nhưng người làm chuyện này tuyệt đối là cường giả cấp bậc đại đế. Mảnh chiến trường năm xưa đông đảo đại đế vây giết về thiên đại đế sẽ không phải là tinh vật nào đó chứ Trong lòng của Dương Khai Chợt nghĩ như vậy Bằng không sao tái tinh hải này Lại có hành tinh tu luyện tan vỡ Nếu thật như vậy Trận chiến năm xưa tuyệt đối Là tai họa của tinh vật này Có lẽ vì trận chiến đó Mà nó mới trở nên tan hoang Bị khai nước không gian nuốt vào Chỉ có đến thời gian đặc biệt Mới mở ra Nghĩ như vậy Sắc mặt của Dương Khai trầm như nước Hắn thật khó tưởng tượng được Trận chiến này xảy ra ở Hằng La Tinh vực sẽ có hậu quả gì? Nếu thật như vậy, cảnh tượng này sẽ là tương lai của Hằng La Tinh vực, không có Thông Huyền Đại lục, không có Thủy Nguyệt Tinh, cũng không có U Ám Tinh, chỉ có hành tinh vỡ vụn, chiến trường vỡ nát, vĩnh viễn không thể nào khôi phục sức sống. Trong khi hắn trầm tư, ở đằng sau truyền ra dao động năng lượng lạ kỳ. Dương Khai quay sang nhìn, chỉ thấy cách mình trăm trượng, một người đột nhiên hiện thân cũng đang mờ mịt nhìn xung quanh nhìn rõ người này dương khai nhe răng cười ha ha thiếu tổng chủ chúng ta thật đúng là có duyên không biết có phải vì toái tình hải mở ra khi bọn họ cùng đứng trên lôi đài hay không nên hiện giờ phong khê lại xuất hiện gần đây còn các nhân tài bắt vực khác thì không thấy bóng dáng không biết đã bị truyền tống đi đâu lúc trước bởi vì tình ấn xuất hiện dị tượng mà dẫn đến công kích hắn thất bại vào phút chót hiện tại gặp lại dương khai đương nhiên mừng rỡ nói rồi hắn nhảy lao về phong khê nơi này là toái tình hải không có nhiều người xem không có phong huyền cùng diêu trác cho dù giết phong khê người ta cũng không biết càng không cần lo sẽ dẫn đến đại chiến giữa băng tâm cốc và vấn tình tông cơ hội tốt như vậy dương khai làm sao bỏ lỡ cho nên vừa ra tay dương khai đã đánh toàn lực chỉ muốn một chiêu tiêu diệt phong khê Lúc này Phong Khê cũng hồi thần, nhìn Dương Khai khi thế ồ ạt đánh tới. Hắn không chút bối rối cũng không né tránh phòng ngự, mà đứng đó lạnh lùng trừng mắt Dương Khai cười lạnh nói. Thiên đường có lối người không đi, địa ngục không cửa lại cứ chui đầu vào, vậy thì chết đi. Dứt lời hắn vung tay ném ra một hạt châu. Uy năng khủng bố tràn ra, lực lượng đế uy nồng đậm quét ra khắp nơi, tình không cũng chấn động không ngừng. Đế tuyệt đáng, sắc mặt của dương khai đại biến thất thanh kinh hô tuy rằng băng vân đã nhắc nhở trước hắn vẫn luôn đề phòng trong tay phong khê còn có đòn sát thủ đế tuyệt đan nhưng trước khi phong khê không tế ra thứ này dương khai vẫn không khẳng định tên này có hay không nhưng hiện nay sự thật bày ra trước mặt dương khai không thể nào hoài nghi phong khê thật sự có đế tuyệt đan không rõ có phải vì trên lôi đài bị mình dọa cho sợ cho nên lần này vừa gặp liền quyết đoán ném ra đế tuyệt đan Cường giả đế tôn tầng 3 ngưng luyện ra đế tuyệt đan, Dương Khai nào dám chống đỡ trực diện. Khi ý thức được tình thế không ổn, hắn vội vàng xoay người, pháp tắc không gian tỏa ra, người lóe lên đã lùi xa trăm trượng. Rung động chấn động tâm tình ập đến, trong hư không, cây bóng của phong huyền xuất hiện, vô cùng to lớn, đội trời đạp đất, ánh mắt thản nhiên nhìn Dương Khai, sau đó chậm chậm chỉ về hắn. Tiếng ngâm nhẹ nhàng vang vọng khắp nơi vấn tình nhất chỉ tiếng ngâm vừa dứt dương khai liền cảm giác một cổ khí tức tử vong đuổi theo sau lưng hắn hoảng hốt quát lòng hóa những mảnh lòng lân bao phủ toàn thân hai tay của dương khai hóa thành vuốt rồng không chỉ vậy dương khai còn vận chuyển bất diệt ngũ hành kiếm khí ngân tụ sau lưng để phòng hộ còn kiến chết là cái chắc cần gì giải dụa phong khê ngạo nghễ đứng trong hư không nhìn Dương Khai chật vật chạy trốn, không khỏi đắc ý, cười ha ha. Dù tế ra một viên đế tuyệt đan, thiếu một chiêu sát thủ, còn rút sạch nguyên lực của hắn, nhưng chỉ cần giết được Dương Khai, mọi thứ đều đáng giá. Dương Khai dám cướp nữ nhân với hắn, ở trên lôi đài của băng Luân Thành còn làm cho hắn mất mặt như vậy. Hắn đã sớm hận Dương Khai thấu xương, thề phải giết cho thống khoái. Không ngờ mới vừa đến Toái Tình Hải lại đụng trúng tên này, đúng là cơ hội trời ban. Phong Khê làm sao có thể bỏ qua Hắn không tin Dương Khai là đạo nguyên cảnh tầng 3 Lại có thể giữ được tính mệnh trước đế tuyệt đan của cha mình Dương Khai vừa mới thi triển Long hóa Cùng bất diệt ngũ hành kiếm khí Sau lưng đã bị lực lượng mạnh mẽ đánh trúng Hắn cảm giác đầu trống rỗng Lưng như bị xé nát Đau đớn không chịu nổi Xương cốt toàn thân kêu răng rắc Miệng chợt ngọt Há miệng phun ra sương máu Hắn không kịp kiểm tra thương thế lại vận dụng lực lượng không gian thuấn di tới trước. Giữa lần ranh sống chết, lúc này đế tuyệt đan vẫn chưa bùng nổ hết uy lực. Nếu bùng nổ hết, Dương Khai ước chừng mình có tinh thông lực lượng không gian cũng đừng mơ chạy trốn. Đế uy nồng nặc bám theo sau, không ngừng bao phủ xung quanh, phong tỏa không gian. Dương Khai biết rõ một khi mình bị bao trùm, đến lúc đó chóc cánh cũng khó bay. Sau lưng không ngừng vang lên tiếng nổ, đế tuyệt đang bùng nổ một chỉ vẫn bám dính theo đuôi dương khai cắn đầu lưỡi điên cuồng thiêu đốt tinh huyết tốc độ lập tức tăng nhai mắt đi ra mấy ngàn trượng lại một tiếng nổ nặng nề đến lúc này đế tuyệt đang bùng nổ hoàn toàn trên đường dương khai chạy trốn một cái lỗ đen chợt hiện ra bên trong lỗ đen là một mảnh hư vô hỗn độn làm cho người ta kinh sợ cai bóng phong huyền vẫn đứng giữa hư không từ xa xa nhìn hướng dương khai chạy trốn hồi lâu sau cái bóng mới tan đi lần này chết đến không còn cặn rồi đấu với bổn thiếu người còn rất non phong khê cho rằng dương khai chết chắc không khỏi cười to cười sẵn khoái dẫn tới thương thế cũ làm ho khang một hồi không dễ dàng bình ổn phong khê mới căm hận nhìn về lỗ đen sau đó quay người bay đi hàng tế ra đế tuyệt đan bị hút gần hết nguyên lực hiện tại phải mau tìm chỗ khôi phục bằng không gặp nguy hiểm thì không có sức chống trả. Toái tình hải không phải là chỗ yên lành, ở chỗ quỷ quái này, vì tìm kiếm truyền thừa của phệ thiên đại đế, bất kỳ kẻ nào cũng là kẻ địch, gặp mặt là có thể chém giết không hỏi nguyên do. Ở bên này, bị phong khê cho rằng chết là chắc, Dương Khai là đang kéo thân thể trọng thương xông vào trong biển vẫn thạch. Ánh mắt của Dương Khai mơ hồ, có thể hồn mê bất cứ lúc nào. Từ khi tu luyện cho tới nay, hắn cảm thấy mình chưa bao giờ bị thương nặng đến như vậy. Chương 2431 Chỉ là bị uy năng của đế tuyệt đang xẹt qua một chút, Dương Khai đã cảm giác sau lưng mình bị xé nát, ngủ tàn dời chỗ. Không cần dùng thần niệm kiểm tra, Dương Khai cũng biết lưng mình lúc này đã bị nhầy máu thịt. Nếu không phải mình tinh thông lực lượng không gian, lại quyết đoán bỏ chạy, sợ rằng lúc này đã không còn cặn bã hắn thở hổn hển sắc mặt tái nhợt cố gắng xuyên qua biển vẫn thạch tìm một cái vẫn thạch khá lớn ẩn thân vào sau đó tế ra huyền giới châu cả người chợt lóe tiến vào bên trong biển vẫn thạch này vẫn ở trạng thái di động theo lực lượng không rõ chảy vào sâu trong tình vực vô biên vô tận không biết về đến nơi nào nhưng hiện nay dương khai cũng bất chấp trị thương quan trọng hơn ở gần dược viên dương khai ngồi xuống mở những không gian lấy ra một nắm linh đan trị thương nhét vào trong miệng sau đó vận chuyển huyền công hóa giải dược hiệu đồng thời tụ tập khí tức sinh mệnh của bất lão thụ để sử dụng lần này bị phong khê làm cho trọng thương nhưng dương khai không lo thể chất của hắn cực kỳ mạnh mẽ hướng chi trong dược viên còn có trồng một gốc bất lão thụ chỉ cần hắn không tắt thở tại trận sẽ có ngày hắn khôi phục hoàn toàn mà vì trốn khỏi uy năng của đế tuyệt đang bao trùm, Dương Khai một hơi thiêu đốt không ít tinh huyết, làm cho thân thể vô cùng suy yếu, cần rất nhiều thời gian để tĩnh dưỡng. Trong toái tinh hải, mưa gió xoay vần, hơn vạn đệ tử tinh nhuệ đạo nguyên cảnh từ tinh giới tràn vào, tìm kiếm cơ duyên, tìm kiếm thiên đạo võ đạo cao hơn để có thể tấn thăng đế tồn. Trong biển vẫn thạch, Dương Khai bế quan không ra, tập trung trị thương. Thời gian thoáng một cái đã qua một tháng Dương Khai từ từ mở mắt Thở ra một hơi Trong mắt xẹt qua một tia phức tạp Hắn không ngờ Lần này mình trị thương lâu đến như vậy Đây là chuyện chưa bao giờ xảy ra Không hổ là đế tuyệt đan Do cường giả đế tôn tầng 3 ngưng luyện ra Uy lực vấn tình nhất chỉ Làm cho hắn bị thương Còn có một chút lực lượng đặc thù Xâm nhập vào người Chính vì trục xuất lực lượng này Dương Khai mới tốn suốt một tháng bằng không với thể chất của hắn cùng bất lão thụ, chỉ cần vài ngày đã khỏi hẳn. Thường thế đã lành, không để lại di chứng, thực lực khôi phục trạng thái đỉnh cao, Dương Khai không vội rời huyền giới châu, đầu tiên dùng thần niệm quét qua, tra xét tình hình bên ngoài, phát hiện xung quanh là một mảnh vắng lặng, không có nửa bóng người. Xác định an toàn hắn mới lật tay, sau đó bốn hạt châu màu sắc khác nhau xuất hiện. Bốn hạt châu này Chính là bốn hạt châu Xuân Hạ Thu Đông, là vật của Tuế Nguyệt Đại Đế. Thật lâu trước kia, Dương Khai đã suy đoán gom đủ bốn hạt châu Xuân Hạ Thu Đông sẽ có thu hoạch không tưởng. Đáng tiếc, vẫn vô duyên gặp được châu mùa đông, không ngờ lần này đến băng tầm cốc lại lấy được. Đế tuyệt đan của Phong Khê làm hắn ý thức được nguy cơ. Thực lực của hắn hiện nay quả thật không ngại vợ giả ngang cấp, nhưng không thể không phòng bị những vợ giả này còn có đòn sát thủ phong khê có một viên đế tuyệt đan ai dám khẳng định kẻ địch tiếp theo sẽ không có dù không có đế tuyệt đan có thể còn có bài tẩy khác dù sao vợ giả có thể đến toái tinh hải đều là tinh anh rất nhiều người là con cháu của các đế tôn hùng mạnh đệ tử tinh nhuệ các tôn môn đứng đầu trong những người này có rất nhiều người không thể coi thường coi thường bọn họ thì sẽ phải trả giá bằng sinh mệnh cho nên dương khai vội vàng muốn tăng lên thực lực Hiện tại hắn đã là đạo nguyên cảnh tầng 3, tăng lên nữa sẽ là đế tôn cảnh. Nhưng mà đế tôn cảnh làm sao dễ dàng thăng cấp như vậy? Cờ duyên chưa tới, Dương Khai cũng không biết khi nào mình mới nhìn tới huyền bí của đế tôn. Nếu không thể đột phá, vậy chỉ có thể tập trung vào bí thuật. Bốn dâu Xuân Hạ Thu Đông rõ ràng là lựa chọn tốt nhất. Hiểu được chúng có khi sẽ nhận được truyền thừa của Tuế Nguyệt Đại Đế. Tuế Nguyệt Đại Đế tinh thông lực lượng năm tháng, ở thời đại của Ngài ấy cũng là cường giả đứng đầu. Nếu có thể nhận được truyền thừa, vậy thì thực lực sẽ tăng lên rất lớn. Cho nên Dương Khai không chần chừ lấy ra tứ quý châu bắt đầu tìm hiểu, kỳ vọng có thu hoạch. Nói tới cũng kỳ, ở trong cấm địa băng tâm cốc, châu mùa đông gặp châu mùa hè, hai bên còn sinh ra cộng hưởng. Nhưng khi bốn hạt châu tụ tập, chúng lại không có chút phản ứng, Dương Khai không biết làm sao mới kích hoạt được uy năng của tứ quý châu, đành phải cầm trong tay, vận chuyển huyền công, lặng lặng cảm ngộ. Hắn cũng không nóng vội, mà giữ tâm tình bình ổn. Dần dần cả người đi vào trạng thái không minh, đầu trống rỗng, thả lỏng tâm thần, đặt mình vào trong mây, tâm thần trôi nổi. Hắn hoàn toàn quên mất đây là chỗ nào, quên mất mình đến làm gì, cả người chìm đắm trong cảm giác, làm người ta không rút ra được nửa tháng trôi qua, một tháng trôi qua, rồi hai tháng trôi qua. Tứ Quý Châu vẫn không chút phản ứng, nhưng mà Dương Khai lại điên cuồng hấp thu linh khí thiên địa trong tiểu huyền giới, làm cho lực lượng càng thêm tinh thuần hùng hồn. Cảnh giới đạo nguyên cảnh tầng 3 vững vàng kéo lên, sắp đạt đến trạng thái đỉnh cao. Ba tháng sau, Dương Khai đột nhiên chấn động tâm thần. Một loại chấn động sâu trong tâm linh làm cho hắn kinh động Tiếp theo cảm giác nóng rực truyền ra từ bàn tay. Hắn mở mắt, nhìn thấy hào quang lan tỏa trong lòng bàn tay, như giả lụa bay múa quanh người hắn. Trong hào quang bốn màu, mỗi một loại hào quang đều thay ngán ý cảnh cùng lực lượng pháp tắc đặc thù, bốn loại pháp tắc qua lại với nhau, có đặc tính ngũ hành tương sinh tương khắc Lực lượng bốn mùa Dương Khai giật mình ý thức được mình vô tình vận chuyển nguyên năng tứ quý châu, lại cảm nhận Tứ Quý Châu nằm trong tay mình hiện nay không thấy bóng, chỉ còn bốn hào quang bay quanh người. Dương Khai liền hiểu được đây là cơ duyên của mình. Không chậm trễ, lại nhắm mắt, tâm thần chìm vào liều mạng cảm ngộ. Không giống với trạng thái không linh minh tưởng của mấy tháng trước, lần này hắn cảm ngộ có mục tiêu. Tâm thần vừa thả ra, hắn cảm nhận được bốn loại lực lượng phát tắc đặc thù. Gió xuân dễ dịu, ngày hè nóng bức mùa thu tiêu điều, tuyết đông bao phủ. Chúng tạo thành luân hồi đặc biệt, lực lượng bốn mùa không ngừng giao thoa, năm tháng biến ảo đổi thay, vĩnh viễn không ngừng, liên miên không dứt. Dương Khai liền chìm đắm bên trong, quên mất khái niệm thời gian. Toàn thân như kẻ bị thời gian trục xuất, da mặt già đi, chỉ trong một nén nhang đã thành cụ già 70 tuổi, tóc hoa râm. Đến mức giới hạn lại thay đổi hoàn toàn quay trở về thời đại thanh niên tươi trẻ, cứ thế lặp đi lặp lại, cực kỳ cổ quái. Pháp tắc bốn mùa tuôn trào, ngay cả hoàn cảnh xung quanh Dương Khai cũng không ngừng biến đổi. Các linh dược trồng trong dược viên cũng trải qua năm tháng luân hồi trong thời gian cực ngắn, điên cuồng lớn lên. Ngoài bất lão thụ cùng thương thụ là không chịu áp lực pháp tắc ảnh hưởng ra, thì các linh thảo dịu dược, dược khác cũng đều phát triển mạnh mẽ. Dương Khai cảm giác mình như trong mộng, ở trong mơ. Hắn không ngừng qua lại giữa hai giai đoạn trẻ tuổi cùng già nua, dùng thân thể mình ghi nhớ cảm giác năm tháng trôi đi, dùng thân tâm cảm nhận cảm khái, thời gian thấm thoát. Dần dần trong lòng hắn có ý tưởng mờ nhạt. Hắn muốn nhìn rõ những ý tưởng này, nhưng lại như có một lớp màn mỏng che phía trước, làm sao cũng không xuyên thấu qua được. Mỗi lần thân thể luân hồi cũng làm ý tưởng mờ nhạt này rõ ràng hơn một chút. Đến khoảnh khắc cuối, ý tưởng mờ nhạt biến thành hiểu ra. Dương Khai lập tức tỉnh lại từ trong ác mộng trầm luân, thần thái sáng lạng, ánh mắt sáng ngời như sao trời. Hào quang bốn màu vẫn vây quanh người hắn, bay múa lên xuống, giống như bốn dải lụa màu. Dương Khai không động đậy, sắc mặt trang nghiêm, hai tay nhanh chóng kết thành dấu ấn huyền diệu, mở miệng thì thào. Năm tháng thăng trầm, như thoa như mộng. Lời nói rất chậm, động tác càng chậm hơn. Nhưng hắn vừa dứt lời Một dấu ấn huyền diệu cũng vừa kết Lập tức hào quang bốn màu quấn quanh người hắn Như nhận được chỉ lệnh Biến thành những đốm sáng Chui vào các yếu huyệt trên người Khí tràng vô hình với dương khai làm trung tâm Bùng nổ lan tỏa khắp nơi Thành thế kinh người Đợi cho ổn định Ánh mắt của dương khai lóe lên kỳ dị giật mình Đây là lực lượng pháp tắc thời gian Tuế Nguyệt Đại Đế quả nhiên là khủng bố. Trên đời này có thể ngang hàng với lực lượng pháp tắc không gian, cũng chỉ có lực lượng pháp tắc thời gian. Hai loại lực lượng pháp tắc này, bất kể loại nào đều là tồn tại cùng cực, nhập môn khó, tu luyện càng khó. Dương Khai có thể tinh thông lực lượng không gian cũng là cơ duyên trùng hợp. Con đường tu luyện của hắn cũng đụng trúng một ít vỏ giả nhập môn lực lượng không gian. Nhưng nếu nói tinh thông, ngoài bản thân hắn ra, ước chừng cũng chỉ có Lý Vô Y mà Mạc Tiểu Thất từng nhắc. Lý Vô Y tinh thông lực lượng không gian, có danh nổi tiếng ở tinh giới, nhưng người ta là cường giả đế tôn tầng 3, trên cơ bản không ai dám đi gây chuyện. Lực lượng không gian ít ra còn có người nhập môn, nhưng mà trước giờ Dương Khai chưa từng thấy có người tu luyện lực lượng thời gian. So sánh như vậy, pháp tắc thời gian còn khó nắm bắt hơn cả pháp tắc không gian. Nhưng mà Tuế Nguyệt Đại Đế lại tu luyện nó đến tầng thứ cực cao. Dương Khai vốn tưởng lực lượng bốn mùa là bốn mùa giao thoa, năm tháng thay đổi. Nhưng lần này cảm ngộ ngừng tụ xong hắn mới hiểu, Tuế Nguyệt Đại Đế đã thăng hoa lực lượng bốn mùa đến tầng thứ phát tắc thời gian, đồng thời cũng có trình độ rất cao. Mà nhờ phúc của Tuế Nguyệt Đại Đế thu được lực lượng tứ quý châu, Dương Khai hiện nay coi như nhập môn trên pháp tắc thời gian. Từ xưa đến nay, có thể đồng thời tu luyện pháp tắc không gian cùng thời gian, không biết có phải chỉ có mỗi mình hắn hay là không. Kết thúc tập 469 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.